chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm, đó là cái dầu xả sân siêu loại gói nhỏ. Cái sản phẩm này mình mua để sử dụng hàng ngày, thì sau đây mình sẽ giới thiệu để cho các bạn chúng ta cùng biết về cái sản phẩm dầu xả sân siêu này nha. Thì như các bạn đã biết ấy, sân siêu nó là một cái thương hiệu chuyên về chăm sóc tóc đó, và nó được tin dùng bởi rất là nhiều các cái nhà tạo mẫu tóc trên thế giới hiện nay đó. Thì cái dầu xả sân siêu nó là một cái thương hiệu dầu xả rất là quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam đó. Cái dòng sản phẩm này thì nó được đông đảo đấy, các cái chị em phụ nữ tin dùng để chăm sóc và bảo vệ cho cái mái tóc đó. Thì đôi nét về cái thương hiệu sân siêu, các bạn chúng ta cùng mình tìm hiểu nha. Thì sân siêu ấy, nó là một cái nhãn hiệu đấy, chăm sóc tóc của Unilever đấy, nổi tiếng nó không chỉ ở Việt Nam đấy, mà nó còn ở nhiều các cái quốc gia khác như Thái Lan, Hàn Quốc. Đa số các cái dòng sản phẩm của sân siêu ấy, nó đều tập trung vào cái việc phục hồi tóc hư tổn, chăm sóc tóc bóng mượt hơn. Thì cái dầu xả sân siêu ấy, nó là một cái phân khúc nổi bật của cái thương hiệu này trong những năm trở lại đây. Thì cái dầu xả sân siêu nó được đánh giá nó là một cái sản phẩm đó, nó có cái chất lượng rất là tốt, đấy, giá cả hợp lý. Nếu mà các bạn chúng ta đang gặp các cái tình trạng về tóc như khô sơ, gãy rụng, tóc yếu, thì cái dầu xả sân siêu nó chính là một cái sự lựa chọn mà chúng ta không thể bỏ qua. Đó. Về cái thành phần chính trong cái dầu xả sân siêu ấy, nó là các cái chất giữ ẩm như lipid, silicon, lutein, glycol. Các cái chất giữ ẩm này nó tạo lên một cái lớp màng mỏng đấy, bao phủ mái tóc, giảm diện tích cho tóc, đấy, giữ ẩm trên tóc và làm cho tóc luôn xuân mượt. Ngoài ra thì các cái diện hoạt scatin này, nó mang 4 cái điện tích dương, đấy, trái dấu với tóc nó mang cái điện tích âm, nên nó có cái khả năng trung hòa điện tích, làm tăng cái khả năng hấp thu của tóc. Đấy. Các cái thành phần khác như các cái chất làm đặc như muối, polymer, dịch chiết, dược liệu, hoa trà, hương nhu, bổ kết, vitamin, chất bảo quản, chất thơm, nước. Đó. Về cái công dụng của cái dầu xả sân siêu á, thì nhiều người thường có cái thói quen đó là chúng ta dùng dầu gội và bỏ qua dầu xả. Điều này thì nó rất dễ khiến cho mái tóc đấy, mất đi cái độ ẩm vốn có và thiếu sự bóng mượt. Do đó thì chúng ta nên sử dụng dầu gội kèm dầu xả để giúp cái mái tóc của chúng ta luôn bồng bềnh, óng ả, không bị bết dính. Với cái công thức thẩm thấu ấy, và nuôi dưỡng từ sâu bên trong, thì cái việc sử dụng dầu xả ấy, có thể tạo lên một cái lớp hàng rào bảo vệ đó, lưu giữ dưỡng chất từ bên trong chân tóc đó, nó không những vậy thì nó có một cái mùi hương rất là dễ chịu, nó khiến cho các nàng cảm nhận đấy, thư giãn và tự tin suốt cả một ngày dài đó. Về cái ưu điểm của cái dầu xả sân siêu ấy, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi đó, một cách rõ nét của mái tóc đấy, ngay sau khi sử dụng đấy, mềm mượt, bóng mả,
được chiết xuất từ các cái thành phần thiên nhiên, nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm cho mái tóc đó, với một cái mùi hương nhẹ nhàng lưu trên mái tóc đó, liên tục từ 12 đến 48 tiếng đó. Cái giá thành thì hợp lý, phù hợp đối với túi tiền của người tiêu dùng đó. Về các cái cách sử dụng dầu giả sơn siêu ấy, thì cái bước thứ nhất đó là sau khi chúng ta làm sạch da đầu bằng dầu gội thì chúng ta lấy một cái lượng dầu giả sơn siêu vừa đủ cho vào lòng bàn tay đó, xoa dầu xả sơn siêu lên phần thân tóc và ngọn tóc đó. Chú ý là chúng ta không nên bôi trực tiếp vào chân tóc vì sẽ gây ngứa da đầu cũng như là không phát huy cái tác dụng. Để mà cái dầu xả nó lưu trên tóc khoảng từ 5 đến 10 phút đó, thì chúng ta đảm bảo cái phần dưỡng chất nó đã thẩm thấu vào sâu bên trong sợi tóc. Sau đó thì chúng ta dùng nước sạch để xả lại tóc và lau khô để đạt cái hiệu quả cao nhất. Trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta nên dùng combo cả dầu gội và dầu xả thương hiệu Xuân Siêu. Điều này thì nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái mái tóc chắc khỏe suôn mượt, không bị sơ rối gãy rụng. Cái dầu xả sơn siêu ống mượt sạm người ấy, nó giúp cho chúng ta đó, nó được có cái mái tóc đấy rất là mềm mượt, bởi vì cái dầu xả sơn siêu ấy, nó được chiết xuất từ cái bổ kết vitamin E, dầu dừa, các protein. Những cái thành phần này thì nó chủ yếu từ thiên nhiên nên cái khả năng nuôi dưỡng mái tóc ống mượt và chắc phải tự nhiên. Không những vậy thì cái hệ hoạt chất ngăn ngừa cái tia UV đó, nó giúp bảo vệ mái tóc trước cái tia nắng gây ra cháy tóc đó, cho tóc siêu mềm mượt hơn. Cái dầu xả sơn siêu mềm mượt diệu kỳ đó, nó chiết xuất từ dầu bơ, vitamin C, dầu argan, protein tơ tằm, đó có khả năng hạn chế cái tóc sơ rối và nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt như lụa. Đó, đây cũng là một cái sự lựa chọn mà chúng ta không nên bỏ qua. Đó, cho những bạn mà có cái mái tóc khô sơ, dầu xả sơn siêu mềm mượt tỏa hương. Đó, nó chiết xuất từ cái bồn tử. Đó, tinh dầu hoa hồng là công thức độc quyền của sơn siêu. Loại xả này thì nó giúp nuôi dưỡng cái mái tóc mềm mượt, lưu giữ hương hoa hồng thơm ngát trên mái tóc trong suốt một thời gian dài. Đó. Thì đối với cái sản phẩm dầu xả sơn siêu ấy, nó ngăn ngừa rụng tóc đó, nó tiết xuất từ cái hoa mẫu đơn đó, cùng với cái nước dừa tươi mát đó, chứa nhiều các cái khoáng chất, các cái vitamin đó, giúp cấp ẩm sâu cho từng cái sợi tóc đó, dưỡng tóc mềm mượt từ gốc tới ngọn, để chúng ta không còn bận tâm về cái mái tóc gãy rụng. Đó thì hiện nay thì đối với các bạn ấy, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta có cái mái tóc do trong cái quá trình chúng ta nhuộm đấy, chúng ta ép là nhiều đấy, nó gây sơ tóc đấy, tóc bị hư tổn, thì các bạn chúng ta đang muốn sử dụng một cái dòng dầu gội nào để khắc phục cái tình trạng này, thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng dầu xả sơn siêu đó. Nó hiện nay được bán rất là nhiều tại các cái cửa hàng tạp hóa, các cái chợ đó, thì các bạn có thể mua và các bạn sử dụng cái dòng sản phẩm dầu xả của sơn siêu.